bước sang năm 2023, thế giới chứng kiến thêm nhiều mâu thuẫn và căng thẳng mới. Từ Ukraine đến bán đảo Triều Tiên, từ eo biển Đài Loan đến biên giới Trung Quốc, Ấn Độ, ở đâu cũng ám mùi khói súng. Thế giới đang bước vào một thời kỳ vô cùng hỗn loạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ điểm qua những điểm nóng có thể dẫn đến xung đột vũ trang vào năm 2023 này. Quý vị đừng quên bấm like và ấn đăng ký Thế Giới Tiêu Điểm để không bỏ lỡ bất kỳ video hấp dẫn nào của chúng tôi. Cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn là điểm nóng tiềm ẩn nhiều nguy cơ leo thang căng thẳng nhất hiện nay, không chỉ ở khu vực châu Âu mà còn lan ra toàn cầu. Sau một năm giao tranh, cục diện chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và các bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung cho một giải pháp hòa bình. Ukraine bước vào năm 2023 với khởi đầu thuận lợi khi Mỹ và các đồng minh châu Âu tiếp tục viện trợ quân sự, đồng thời cam kết ủng hộ Kiev trong cuộc chiến với Nga. Việc Mỹ, Đức, Anh đồng loạt thông báo lần đầu cung cấp xe tăng chủ lực cho Ukraine được xem là sự tăng cường đáng kể cho khả năng tấn công của Ukraine. Ngay cả thời tiết dường như cũng đang ủng hộ Ukraine khi mùa đông ấm áp ở châu Âu giúp giảm giá năng lượng và giúp người dân tránh khỏi những khó khăn mà nhiều nhà phân tích đã dự đoán sẽ làm suy giảm sự ủng hộ của châu Âu dành cho Ukraine. Một số chuyên gia cho rằng, với sự hỗ trợ mạnh mẽ của phương Tây, trong năm 2023, Ukraine có thể giành lại tất cả hoặc hầu hết khu vực mà Nga đã kiểm soát, bao gồm cả bán đảo Crimea và Nga đã sáp nhập vào năm 2014. Các tuyến đường tiếp tế từ lục địa Nga tới bán đảo Crimea có thể trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine bằng vũ khí chính xác cao như hệ thống pháo phản lực phóng loạt SIMARS do Mỹ cung cấp. Ngoại giới nhận định, Ukraine có thể buộc Nga phải rút khỏi Crimea ngay cả trước khi giành lại toàn bộ vùng Donbass ở miền đông, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh khốc liệt nhất. Tuy nhiên, Ukraine cũng sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn trong cuộc chiến với Nga vào năm 2023. Chuyên gia Rob Lee, cựu lính thủy đánh bộ Mỹ hiện làm việc tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, cho biết mục tiêu hiện tại của Ukraine là tiếp tục tiến công, nhưng điều này còn khó khăn hơn việc phòng thủ lãnh thổ. Cục diện chiến trường trong thời gian tới sẽ được quyết định bởi việc bên nào cạn kiệt đạn pháo và vũ khí trước. Giới chức phương Tây dự đoán Nga có nguy cơ cạn kiệt đạn pháo vì nguồn cung của Nga đang ở mức thấp. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW tại Mỹ, tình trạng cạn kiệt vũ khí, đặc biệt là đạn pháo, có thể khiến Nga gặp khó khăn trong việc thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào trong thời gian tới, bất chấp dự đoán của quân đội Ukraine rằng Moscow đang chuẩn bị một cuộc tấn công lớn. Trong khi đó, việc phương Tây có thể đáp ứng kịp nhu cầu đạn dược của Ukraine hay không cho đến nay vẫn chưa rõ ràng, nhất là khi các hoạt động tấn công đòi hỏi số lượng đạn pháo rất lớn. Cơ hội chiến thắng của Ukraine sẽ càng ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào những biến số nằm ngoài tầm kiểm soát của nước này, như quyết tâm cũng như khả năng viện trợ quân sự của phương Tây và các động thái của Nga. Các chuyên gia dự đoán Ukraine có thể giành lại một số vùng lãnh thổ trong năm nay, nhưng không đủ để đảm bảo một chiến thắng quyết định trước Nga. Mặc dù Nga hiện chưa thể đảm bảo một chiến thắng chắc chắn trước Ukraine, nhưng việc bổ sung quân nhân mới được huy động sẽ củng cố khả năng của Moscow trong việc kìm hãm đà tiến của Ukraine. 2023 là năm thực sự quan trọng. Nếu xung đột không kết thúc vào năm 2023, Nga sẽ có ưu thế rất lớn. Tổng thống Ukraine Zelensky hiện đang vẫn có cơ hội vì vẫn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ. Tuy nhiên sau đó, kết quả rất khó đoán. Chuyên gia Elizabeth Sakesford, thành viên Hội đồng các vấn đề toàn cầu Chicago, nhận định. Điểm nóng tiếp theo chính là bán đảo Triều Tiên. Phát biểu tại lễ thăng chức cho hàng chục sĩ quan quân đội tham gia vào vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM vào tháng 11 năm 2022, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng xây dựng lực lượng hạt nhân để bảo vệ sự tự tôn cũng như chủ quyền đất nước và người dân một cách đáng tin cậy. Ông cũng nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng là sở hữu lực lượng chiến lược mạnh nhất thế giới, lực lượng chưa từng có trong thế kỷ này.
Tuyên bố trên được đưa ra không lâu sau khi Triều Tiên xác nhận phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17. Ông Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát vụ phóng, ca ngợi các nhà khoa học Triều Tiên đã đạt được các bước tiến kinh ngạc trong phát triển công nghệ gắn đầu đạn hạt nhân lên tên lửa đạn đạo. Ông Kim Jong-un gọi Hwasong-17 là vũ khí chiến lược mạnh nhất thế giới, thể hiện quyết tâm và năng lực của Triều Tiên trong việc xây dựng quân đội mạnh bậc nhất thế giới. Vụ phóng tên lửa Hwasong-17 được coi là động thái leo thang căng thẳng mới và nghiêm trọng nhất trên bán đảo Triều Tiên kể từ năm 2017. Vì vũ khí này được cho là tầm bắn lên tới 15.000 km, đủ để vươn đến bất cứ đâu trên đất liền Mỹ. Không chỉ sở hữu tầm bắn khiến Mỹ lo ngại, tên lửa này còn có khả năng mang theo nhiều đầu đạn, đồng nghĩa với việc đe dọa nhiều mục tiêu. Vụ phóng Hwasong-17 là một trong hàng loạt vụ phóng tên lửa của Triều Tiên năm 2022. Từ tháng 1 đến đầu tháng 11, Triều Tiên đã phóng số lượng tên lửa nhiều chưa từng thấy, với hơn 70 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Trong đó, một số tên lửa đã bay qua lãnh thổ Nhật Bản. Ngày 2 tháng 11, Triều Tiên khai hỏa ít nhất 23 tên lửa đạn đạo các loại, đạt quy mô chưa từng có bằng tổng số tên lửa mà nước này phóng trong cả năm 2017, khi căng thẳng Mỹ-Triều leo thang nghiêm trọng. Đầu tháng 9 năm 2022, Triều Tiên đã thông qua luật mới cho phép nước này có quyền tấn công phủ đầu để tự bảo vệ trong kịch bản Bình Nhưỡng đối diện với mối đe dọa bên ngoài. Luật mới cũng quy định tình trạng hạt nhân của Triều Tiên là không thể đảo ngược, đồng thời cấm các cuộc đàm phán phi hạt nhân trong tương lai. Triều Tiên tuyên bố là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm, và là nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ có toàn quyền quyết định liên quan tới vũ khí hạt nhân. Luật mới của Triều Tiên dường như là thông điệp đáp trả động thái của chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhằm củng cố chiến lược chuỗi tiêu diệt Kyuchen. Chuỗi tiêu diệt là khái niệm ám chỉ việc Hàn Quốc có thể thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào cơ sở hạ tầng hạt nhân và hệ thống chỉ huy của đối thủ nếu Seoul nghi ngờ rằng có một cuộc tấn công đang sắp xảy ra. Chuyên gia cho rằng, Triều Tiên có thể không theo kịp Hàn Quốc và Mỹ trong việc chế tạo vũ khí thông thường do nhiều yếu tố. Vì vậy, việc thông qua luật mới về tấn công hạt nhân phủ đầu là cách duy nhất để Bình Nhưỡng đảm bảo họ có năng lực răn đe trước các đối thủ. Ngoài ra, luật mới cũng thể hiện tầm ảnh hưởng của Chủ tịch Kim Jong-un với nền chính trị Triều Tiên khi ông đã được trao toàn quyền ra quyết định về việc triển khai vũ khí hạt nhân của nước này. Việc Triều Tiên phóng thử tên lửa với số lượng lớn chưa từng thấy trong năm nay là một phần trong nỗ lực nhằm chứng tỏ Bình Nhưỡng đã đạt được những bước tiến lớn về năng lực tên lửa. Đặc biệt, việc Triều Tiên phóng thử tên lửa Hwasong-17 nhiều khả năng là bước đệm nhằm tạo tiền đề cho nước này thử nghiệm các công nghệ nâng cao tải trọng của tên lửa, từ đó triển khai vũ khí sử dụng nhiều đầu đạn. Việc Bình Nhưỡng thử tên lửa ở mức độ chưa từng thấy trước đây và phóng từ mọi khu vực trên khắp lãnh thổ cho thấy khả năng cơ động cao và triển khai tác chiến đồng loạt của quân đội Triều Tiên. Đây cũng là thông điệp cứng rắn mà Triều Tiên muốn gửi tới Mỹ và đồng minh rằng các nước này sẽ phải đối mặt với thách thức lớn trong việc đối phó với tên lửa Triều Tiên. Ngoài ra, việc phóng tên lửa gần lãnh thổ Hàn Quốc và Nhật Bản được xem là chiến lược nhằm phủ đầu các lực lượng phối hợp với Mỹ và đồng minh trong việc áp sát Triều Tiên. Giới quan sát cho rằng, các cuộc tập trận quy mô lớn giữa Mỹ và các đồng minh, bao gồm Hàn Quốc và Nhật Bản, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến phản ứng mạnh bất thường của Triều Tiên. Thông điệp của Bình Nhưỡng phía sau các vụ phóng tên lửa nhằm củng cố đoàn kết nội bộ cũng như thuyết phục cộng đồng quốc tế rằng, những hành động của Mỹ và đồng minh khiến Triều Tiên không còn lựa chọn nào khác. Ngoài ra, theo một số nhà phân tích, động thái phô diễn sức mạnh tên lửa của Triều Tiên dường như còn nhằm tăng cường sức ép lên Mỹ, buộc chính quyền Mỹ phải chấp nhận Triều Tiên bước vào bàn đàm phán với vị thế của quốc gia hạt nhân. Thậm chí Washington phải nhượng bộ và từ bỏ điều kiện phi hạt nhân hóa trong đàm phán với Bình Nhưỡng. Điểm nóng rất đáng quan ngại thứ ba chính là eo biển Đài Loan. Trong năm 2022, tình hình eo biển Đài Loan vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ leo thang căng thẳng, thể hiện qua các động thái của Đài Bắc, Trung Quốc và Mỹ. Trong mối quan hệ với Đài Loan, chính quyền Tổng thống Joe Biden thực hiện cách tiếp cận tương tự chính quyền tiền nhiệm khi tiếp tục bán vũ khí cho hòn đảo và khẳng định quyết tâm của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump trong việc cho phép các quan chức Mỹ gặp gỡ tự do hơn với các quan chức Đài Loan. Dưới thời của ông Biden, Mỹ cũng tham gia huấn luyện quân sự và đối thoại với Đài Loan.
thường xuyên đưa tàu qua eo biển Đài Loan nhằm tăng cường hiện diện quân sự của Washington trong khu vực, đồng thời khuyến khích Đài Loan tăng ngân sách cho phòng vệ. Ông Biden là ông chủ Nhà Trắng đầu tiên mời đại diện Đài Loan dự lễ nhậm chức tổng thống. Vào tháng 9 năm 2022, ông Biden tuyên bố lực lượng Mỹ sẽ được huy động để bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo đối mặt với một cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ. Phát ngôn của nhà lãnh đạo Mỹ ngay lập tức vấp phải sự phản đối của Bắc Kinh khi Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, phải được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực. Đài Loan cũng nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ trong thời gian qua, với việc các nhà lập pháp đề xuất và thông qua luật nhằm thúc đẩy quan hệ Mỹ-Đài Loan, củng cố khả năng phòng vệ của hòn đảo và khuyến khích Đài Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế. Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua đạo luật chính sách Đài Loan năm 2022, trong đó chỉ định Đài Loan là một đồng minh lớn không thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, cam kết hỗ trợ an ninh và khuyến khích sự tham gia của hòn đảo vào các tổ chức quốc tế. Tháng 8 năm 2022, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã đến thăm Đài Loan và gặp nhà lãnh đạo Thái Anh Văn. Bà Pelosi là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm hòn đảo trong 25 năm. Bắc Kinh lên án mạnh mẽ chuyến thăm và đáp trả bằng đợt tập trận quân sự chưa từng có ở vùng biển xung quanh Đài Loan. Đưa máy bay chiến đấu vượt qua đường trung tuyến, ranh giới được ngầm hiểu là đường phân định eo biển Đài Loan. Đồng thời cấm nhập khẩu một số loại trái cây và cá từ Đài Loan. Cùng với các biện pháp cứng rắn khác, những hoạt động như vậy có lẽ là một phần trong chiến thuật vùng xám của Trung Quốc nhằm làm suy yếu lực lượng phòng vệ Đài Loan. Mặc dù là cam kết ủng hộ nguyên tắc một Trung Quốc, song Mỹ vẫn tiếp tục duy trì quan hệ với Đài Loan và cung cấp cho hòn đảo các loại khí tài hiện đại. Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 9 năm 2022 đã duyệt bán gói vũ khí và thiết bị quân sự trị giá 1,1 tỷ đô la Mỹ cho Đài Loan, bao gồm hàng trăm tên lửa và radar giám sát. Tuy nhiên, Trung Quốc yêu cầu Mỹ thu hồi ngay lập tức thương vụ vũ khí này. Chính phủ Mỹ cũng đang xem xét việc hợp tác sản xuất vũ khí với Đài Loan như một phương án đẩy mạnh tiến độ chuyển giao vũ khí. Mối lo ngại hàng đầu của giới quan sát hiện nay là năng lực quân sự ngày càng mạnh và sự quyết đoán có xu hướng gia tăng của Trung Quốc, cũng như sự xấu đi trong quan hệ giữa hai bờ eo biển có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột. Một cuộc xung đột như vậy có khả năng dẫn đến một cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc, và Washington cũng không loại trừ khả năng bảo vệ Đài Loan trong trường hợp xung đột nổ ra. Báo cáo năm 2021 của Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định quân đội Trung Quốc có khả năng đang chuẩn bị cho một tình huống bất ngờ nhằm thống nhất Đài Loan bằng vũ lực, đồng thời ngăn chặn, trì hoãn hoặc phản đối bất kỳ sự can thiệp nào của bên thứ ba, chẳng hạn Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia hiện tại vẫn đang tranh cãi về thời điểm cũng như khả năng xảy ra kịch bản thống nhất Đài Loan. Giáo sư Howard W. Friend tại Đại học Columbia, Mỹ nhận định vấn đề cấp thiết hiện nay là tìm cách ngăn chặn cuộc xung đột bùng phát từ những sự cố bất ngờ trong bối cảnh căng thẳng không có dấu hiệu hạ nhiệt ở hai bờ eo biển Đài Loan. Và cuối cùng là căng thẳng tại biên giới Trung Quốc và Ấn Độ. Căng thẳng Trung Quốc-Ấn Độ nóng lên từ giữa năm 2020 sau vụ đụng độ chết người ở tại khu vực Himalaya, nơi hai bên đều tuyên bố chủ quyền. Ít nhất 24 người ở hai bên đã thiệt mạng trong vụ đụng độ. Đây được xem là lần đầu tiên trong hơn 40 năm. Một vụ đụng độ ở khu vực tranh chấp chủ quyền giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ gây chết người. Kể từ cuộc giao tranh, căng thẳng giữa hai nước liên tục leo thang khi các bên đều triển khai quân nhân và vũ khí dồn dập tới các điểm nóng. Hai nước sau đó đã thống nhất xuống thang căng thẳng và cũng bắt đầu rút bớt quân, xe tăng, khí tài quân sự khỏi khu vực tranh chấp. Nhưng các cuộc giao tranh lẻ tẻ vẫn tiếp diễn. Mặc dù lợi ích thực sự của việc kiểm soát những vùng lãnh thổ nhỏ ở khu vực đồi núi gần như không thể ở được vẫn còn là câu hỏi để ngỏ, song cả Trung Quốc và Ấn Độ đều không có dấu hiệu nhượng bộ. Tuy quy mô tranh chấp hiện vẫn ở mức khá hạn chế, nhưng đây vẫn là điểm nóng tiềm ẩn nguy cơ xung đột, nhất là khi Trung Quốc và Ấn Độ đều đẩy mạnh phát triển quy mô quân đội. Giới phân tích dự đoán, đến một thời điểm nào đó, Ấn Độ hoặc Trung Quốc có thể tìm cách giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới thông qua leo thang căng thẳng, một bước đi có thể mang lại hiệu quả như hai bên mong muốn, hoặc có thể mở ra cánh cửa cho một cuộc xung đột quy mô lớn hơn với sức tàn phá khủng khiếp hơn. Tư lệnh quân đội Ấn Độ Manoj Pandey ngày 13 tháng 1 nhận định tình hình biên giới với Trung Quốc vẫn ổn định và trong tầm kiểm soát, nhưng không thể đoán trước.
Ông Biden cho biết Ấn Độ và Trung Quốc đang tiếp tục đối thoại thông qua kênh ngoại giao và quân sự về vấn đề này. Chúng tôi có đủ lực lượng, chúng tôi có đủ dự trữ trong từng lĩnh vực để có thể đối phó hiệu quả với mọi kịch bản hoặc tình huống bất ngờ, tướng Biden nói. Chiến tranh Ukraine đang khiến cả thế giới quay cuồng trong lo âu. Quý vị nghĩ như thế nào về kịch bản chiến tranh sẽ lại nổ ra ở những điểm nóng còn lại? Liệu có phải thế giới đang đứng trước bờ vực của một cuộc đại chiến thế giới? Vũ khí Hoa Kỳ luôn là một đề tài hấp dẫn bất tận. Với ưu thế vượt trội tuyệt đối về công nghệ, nước Mỹ luôn bỏ xa phần còn lại của thế giới với những thiết kế quân sự vượt thời đại. Người ta vẫn rỉ tai nhau rằng, rồi có một ngày Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành cường quốc quân sự dẫn đầu thế giới. Nhưng trước khi ngày ấy xảy ra, cho đến lúc này, những vũ khí của Mỹ vẫn đang trên đỉnh toàn cầu. Quân đội Mỹ sở hữu những quái vật thực sự, hoàn toàn có khả năng thống trị nền quân sự tương lai. Trong chương trình ngày hôm nay, hãy cùng Thế giới Tiêu điểm khám phá những cỗ máy chiến tranh gần như hoàn hảo ấy. Quý vị cũng đừng quên bấm like, ấn đăng ký để đồng hành cùng chúng tôi mỗi ngày. Đầu tiên, hãy khám phá B-21 Raider, kẻ dội bom thế hệ mới của không quân Mỹ. Với B-21, sau 30 năm, nước Mỹ mới có thêm một thiết kế oanh tạc cơ xứng tầm. Bộ trưởng không quân Mỹ Frank Kendall từng nói trước Quốc hội rằng Mỹ cần phải chế tạo ra loại vũ khí khiến Trung Quốc sợ hãi. Ít ai ngờ rằng, thứ vũ khí mà ông Kendall ám chỉ lại chính là siêu oanh tạc cơ B-21 Raider. Đầu tháng 12 năm ngoái, tập đoàn Northrop Grumman đã cho ra mắt oanh tạc cơ tàng hình B-21 trong buổi lễ tại nhà máy số 42 ở Palmdale, tiểu bang California. Phi cơ xuất hiện trong sự kiện mang tên mã T-1, đang trải qua giai đoạn thử nghiệm trên mặt đất và sẽ thực hiện chuyến bay thử đầu tiên vào năm 2023. Ít nhất 5 máy bay khác cũng đang trong quá trình sản xuất. Đây là mẫu oanh tạc cơ đầu tiên được Mỹ ra mắt kể từ thập niên 1980, thời điểm dòng B-2 Spirit được đưa vào biên chế. Nhà sản xuất tuyên bố đây là oanh tạc cơ tàng hình thế hệ 6 đúng nghĩa đầu tiên trên thế giới. Không quân Mỹ dự kiến đặt mua khoảng 100 máy bay B-21 nhằm thay thế oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer và B-2 Spirit trong hàng chục năm tới. Mỗi chiếc B-21 có giá xuất xưởng gần 700 triệu USD, chưa kể chi phí nghiên cứu và sản xuất, trong khi toàn bộ dự án có trị giá khoảng 203 tỷ USD. Quân đội Mỹ cho biết, B-21 sẽ là xương sống của lực lượng oanh tạc cơ chiến lược Mỹ trong tương lai. Nó có tầm bay, khả năng tàng hình và kho vũ khí đủ sức xâm nhập vào các môi trường tác chiến phức tạp nhất, cho phép đe dọa mọi mục tiêu trên toàn cầu. B-21 Raider, kẻ tập kích, sở hữu thiết kế cánh bay giống dòng B-2 Spirit ra đời năm 1989. Dù tính năng chưa được tiết lộ nhiều, B-21 nhiều khả năng được tích hợp công nghệ tàng hình tối tân, khả năng hoạt động tầm xa, mang theo nhiều vũ khí và có thể sẽ có năng lực tự động hóa. Ngoài mang nhiều bom đạn, nó được cho là dòng oanh tạc cơ thông minh về cảm biến, mạng kết nối và năng lực hợp nhất dữ liệu cùng khả năng phát động chiến tranh điện tử và trinh sát. CEO của Northrop Grumman, Katie Wandon, nói rằng tầm bay và năng lực tàng hình của B-21 vượt xa yêu cầu do không quân Mỹ đưa ra, trong khi thiết kế hệ thống mở sẽ giúp nhà sản xuất dễ dàng nâng cấp phi cơ trong tương lai. Phương thức sản xuất dòng B-21 cũng khiến quá trình bảo dưỡng thân vỏ và thiết bị bên trong dễ dàng hơn nhiều so với máy bay B-2. Theo những thông tin ít ỏi được công bố cho đến thời điểm hiện tại, chiếc máy bay ném bom chiến lược tương lai của không quân Mỹ cũng được thiết kế cho khả năng tàng hình tương tự như trên B-2 Spirit, nhưng được nâng cấp đáng kể nhờ vật liệu composite mới và cấu trúc tổ ong hấp thụ sóng radar. Trong các cuộc thử nghiệm bắt sống máy bay, người ta cũng thu được tiết diện radar trên B-21 Raider chỉ vào khoảng 0,0001 m². Mang trong mình trọng lượng chỉ 60 tấn, nhẹ hơn gần chục tấn so với B-2 Spirit, nhưng B-21 Raider có thể mang tới 15 tấn vũ khí. Các loại vũ khí được cho là có thể lắp đặt trên chiếc oanh tạc cơ này cũng hết sức đa dạng, bao gồm tên lửa hành trình tàng hình AGM-158A, GRSSM hoặc phiên bản AGM-158B, GRSSMR, có tầm bắn tới 930 km, gấp hơn 2,5 lần phiên bản gốc. Trong các nhiệm vụ ném bom thông thường, máy bay có thể sử dụng các loại bom xuyên phá hoặc loại bom lượn AGM-154C, GSOW. Nhưng vì là loại vũ khí được tạo ra để đối đầu với những đối thủ sở hữu kho vũ khí hủy diệt hàng loạt khổng lồ, vai trò chính của B-21 Raider vẫn là tấn công phủ đầu đối phương bằng bom nhiệt hạch trong trường hợp nổ ra chiến tranh tổng lực. Tuy nhiên,
Chiếc oanh tạc cơ mới nhất của người Mỹ lại được cho là chỉ có phạm vi bay chưa đến 11.000 km cùng tốc độ 1.000 km mỗi giờ, không quá ấn tượng so với các thế hệ tiền nhiệm. Nhưng điều đó có thể vẫn chấp nhận được khi Behemoth Raider được trang bị hệ thống cảm biến kết nối vào mạng chỉ huy trung tâm, giúp tăng cường khả năng tác chiến trong các tình huống phức tạp trên chiến trường, miễn là các thiết bị hoạt động thực sự hiệu quả đúng như tuyên bố của các quan chức quốc phòng Hoa Kỳ. Đối với người Mỹ, tàu ngầm Ohio đã tỏ ra cũ kỹ, lạc hậu. Và cái tên Columbia đang được người Mỹ trông đợi có thể giúp hải quân nước này đáp ứng yêu cầu làm trụ cột cho hải quân Mỹ giành được lợi thế trước các thế lực mới nổi. Hải quân Mỹ sẽ được tiếp nhận 12 chiếc tàu ngầm hạt nhân thuộc lớp Columbia trong hợp đồng có tổng trị giá tới 109,8 tỷ USD. Mỗi chiếc tàu loại này sẽ có chiều dài 171 mét cùng lượng choán nước đạt 21.140 tấn. Bên cạnh đó, tàu cũng được trang bị lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới, giúp nó hoạt động yên tĩnh đến mức đủ để vô hiệu hóa hầu hết các biện pháp dò tìm bằng thủy âm hiện tại, trong khi vẫn duy trì được tốc độ khi lặn tới 37 km mỗi giờ. Nhờ đó, nó có thể bí mật mang 16 tên lửa đạn đạo Trident 2 D5 đến áp sát bất kỳ vùng biển nào trên thế giới. Sau đó, chiếc tàu ngầm sẽ giáng đòn tấn công vào mục tiêu cách 11.000 km với sai số chỉ trong khoảng 90 mét khi tiếp cận mục tiêu. Tên lửa sẽ tạo ra sức hủy diệt trên phạm vi cực lớn bằng 8 đầu đạn hạt nhân có đương lượng nổ 475 kiloton mỗi đầu, tức là gấp gần 40 lần so với một quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống Hiroshima, Nhật Bản vào năm 1945. Chừng đó là quá đủ sức gây nên những thiệt hại không thể phục hồi cho bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, kể cả những quốc gia khổng lồ như Nga hay là Trung Quốc. Đã thế, người Mỹ cũng đang có kế hoạch nâng cấp giúp loại tên lửa này có thể vô hiệu hóa các biện pháp phòng thủ tiên tiến nhất hiện nay. Về phía chiếc tàu ngầm, ngoài khả năng mang vũ khí hủy diệt, nó còn được trang bị hệ thống chiến thuật liên kết tác chiến tàu ngầm SWFTS, một cụm hệ thống tích hợp sonar, hình ảnh quang học, điều khiển vũ khí tiên tiến. Dù chưa được đưa vào biên chế, nhưng mỗi chiếc tàu ngầm lớp Columbia cũng đã được người Mỹ dự kiến thời gian nghỉ hưu sau 42 năm hoạt động. Trong suốt thời gian này, chúng sẽ thực hiện 124 lần tuần tra ngăn chặn tại bất kỳ vùng biển nào trên thế giới. Những tên lửa hành trình siêu vật âm đầu tiên của Mỹ như AGM-183 mang trên mình một sứ mệnh lớn lao, đó là khiến Mỹ không bị tụt lại trong cuộc đua vũ khí siêu vật âm với Nga và Trung Quốc. Tháng 12 năm 2022, trong một cuộc thử nghiệm diễn ra ngoài khơi bang California, oanh tạc cơ B-52H đã phóng thành công một tên lửa siêu vật âm thuộc phiên bản AGM-183A vào mục tiêu giả định. Đây cũng là lần đầu tiên nguyên mẫu đầy đủ tính năng của loại tên lửa này được khai hỏa. Sau khi tách khỏi máy bay, quả tên lửa siêu vật âm do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo đã đạt tốc độ gấp hơn 5 lần âm thanh và phát nổ ngay khu vực đặt mục tiêu. Tuy nhiên, theo những thông tin được công bố, tên lửa ban đầu được thiết kế để có thể đạt tới tốc độ từ Mach 6.5 đến Mach 8, vượt xa bất cứ hệ thống khác nào do Trung Quốc phát triển và vẫn thua kém một chút so với tốc độ tối đa Mach 10 của loại tên lửa KH-47M2 Kinzhal đến từ Nga. Tên lửa có phạm vi hoạt động lên đến 1.600 km, tức là gần bằng khoảng cách từ Đài Bắc đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh của Mỹ đón nhận thành công bước đầu trong bối cảnh nước này đã bắt đầu có dấu hiệu bị chững lại trong cuộc đua phát triển vũ khí siêu vật âm với hai đối thủ là Nga và Trung Quốc. Trong nỗ lực tạo ra một dòng xe tăng chủ lực cạnh tranh song phẳng với T-14 Armata của Nga, quân đội Mỹ đã công bố kế hoạch sản xuất xe tăng chiến đấu Abrams-X. Về đại thể, xe tăng Abrams-X có bộ cơ khí nạp đạn tự động, tháp pháo không người lái, hệ thống năng lượng điện lai ghép động cơ tiết kiệm nhiên liệu hơn 50% và giảm trọng lượng để tăng cường khả năng cơ động di chuyển. Đó là một bản thiết kế lại toàn diện nhằm biến chiếc xe tăng từ những năm 1970 thành một phương tiện thực sự của thế kỷ 21. Nếu được thông qua, xe tăng Abrams-X có thể phục vụ đến những năm 2050 hoặc thậm chí là lâu hơn nữa. Nó sẽ có cấu tạo gồm 3 phần chính, gồm thân xe với 3 cửa sập ở phía trước, tháp pháo và bộ trợ lực ở phía sau. Xe cũng có trọng lượng nhẹ hơn 10 tấn so với các phiên bản khác của Abrams. Xe tăng vẫn có thể hoạt động trơn tru trong khi không cần quá nhiều thành viên trong kíp lái. Việc bố trí pháo tự động cũng cho phép xạ thủ có thể khai hỏa mà không cần có mặt trong tháp pháo. Nhờ đó, toàn bộ kíp lái trong xe vẫn có cơ hội giữ được tính mạng ngay cả khi bị tấn công dồn dập bằng hỏa lực áp đảo. Theo nhà sản xuất, các hoạt động của Abrams-X cũng rất ít khi gây ra tiếng ồn và vận hành êm hơn hẳn so với M1A2 Abrams, vừa giúp thời hạn sử dụng cho xe, vừa khiến đối phương khó lòng phát hiện. Ngoài pháo chính, mẫu xe tăng này còn có vũ khí phụ là một khẩu pháo điều khiển từ xa cỡ nòng 30mm.
giúp tăng hiệu quả bao quát các mục tiêu xung quanh xe. Hệ thống điện tử chịu trách nhiệm vận hành cho Abrams X được gọi là Catalyst. Nó sẽ phụ trách tất cả các tác nhiệm như tự động nạp đạn hay hỗ trợ ngắm bắn. Hệ thống này được thiết kế để xe tăng có thể dễ dàng nâng cấp cả phần cứng và phần mềm nhằm thích nghi với mọi chiến thuật và công nghệ trong tương lai. Ngoài ra, cỗ xe tăng tương lai của Mỹ cũng sẽ được ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và khả năng kết hợp giữa hai chế độ có người lái và không người lái, tương tự như những dự định của người Nga về mẫu T-14 Armata. Đồng thời, xe cũng được trang bị đầy đủ cảm biến quang học và hồng ngoại, kính ngắm toàn cảnh cho xạ thủ và chỉ huy, có vai trò đắc lực giúp kíp lái nhận diện chính xác diễn biến thực tế trên chiến trường, ngăn không cho xe lâm vào các tình huống giờ khóc giờ cười như quân ta bắn quân mình hoặc bị mai phục bởi hàng chục tay lính chống tăng đang đợi sẵn. Abrams X là một bước nhảy vọt so với những chiếc Abrams hiện có, và trên thực tế nó chính là một chiếc xe tăng mới chứ không chỉ là một bản nâng cấp thời vụ. Từ năm 2016, Lầu Năm Góc đã công bố chương trình phát triển PRSM. Tham gia gói thầu này là một loạt các nhà thầu quân sự danh tiếng của Mỹ như Lockheed Martin và Raytheon. Khi không còn bị giới hạn bởi Hiệp ước các lực lượng tên lửa tầm trung INF, quân đội Mỹ kỳ vọng tên lửa PRSM có tầm bắn tới 800 km và có nhiều tính năng chiến đấu mới giúp mở rộng khả năng tác chiến pháo binh. Về cơ bản, PRSM là sự kết hợp giữa đạn tên lửa mới và khung gầm xe chuyên chở cũ. Tên lửa PRSM vẫn sử dụng khung gầm pháo phản lực M270, M142 và có kích thước tổng thể nhỏ hơn để tăng số lượng tên lửa đặt trên giá phóng, 4 tên lửa mỗi bệ. Các thử nghiệm của PRSM đầu tiên được tiến hành trong năm 2019 với các vụ phóng nguyên mẫu rồi Lockheed Martin trong tháng 10 cùng năm. Nguyên mẫu tên lửa PRSM trong các vụ phóng thử nghiệm đã đạt tầm xa 240 km và được xác nhận có thể đạt tầm xa trên 500 km trong các vụ phóng thử trong tương lai gần. Trong khi Lockheed Martin đạt được những thành công đáng kể, thì nguyên mẫu Raytheon lại không đạt được kết quả như mong muốn với hàng loạt vấn đề kỹ thuật phát sinh. Chính vì vấn đề này, cuối tháng 3 2020, Lầu Năm Góc đã quyết định loại Raytheon khỏi chương trình phát triển PRSM. Từ nay cho đến năm 2025, quân đội Mỹ dự kiến sẽ tiếp nhận một hệ thống tên lửa tấn công chính xác tiên tiến hơn và mạnh mẽ hơn so với hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS có tầm bắn 300 km. Mỹ đã thực hiện 3 cuộc thử nghiệm thành công tên lửa PRSM vào năm 2020. Trong các lần thử nghiệm, tên lửa được phóng bằng bệ phóng của hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS sẵn có do Lockheed Martin sản xuất. Video do Lockheed Martin công bố cho thấy không có nhiều thay đổi trong quá trình huấn luyện đơn vị vận hành hay lắp đặt và phóng tên lửa mới vào bệ phóng HIMARS. Ngoài ra, PRSM cũng tương thích với bệ phóng tên lửa phóng loạt và phương tiện bánh xích mang các bệ phóng của HIMARS hoặc ATACMS. Điểm mạnh của tên lửa PRSM là hệ thống dò tìm mục tiêu kép kết hợp giữa quán tính, sóng radar và ảnh nhiệt để tấn công chính xác mục tiêu kể cả khi chúng đang cơ động ở vận tốc cao. Với tiến độ hiện tại, các đơn vị tên lửa PRSM đầu tiên sẽ tới tay quân đội Mỹ vào năm 2023. PRSM dùng nhiên liệu rắn, cơ cấu cánh lái có thể gấp gọn được và kích thước tổng thể tương đương ATACMS để phù hợp với phương tiện chuyên chở cũ. Điểm khác biệt của PRSM chính là các tầng đẩy bổ sung có thể được thêm vào thân để tăng tầm bắn mà không làm thay đổi kích thước tên lửa. Tên lửa chiến thuật có tầm bắn tối đa 300 km, trong khi tên lửa tấn công chính xác PRSM có tầm bắn 500 km và dự kiến sẽ đạt tới 1.000 km một khi được nâng cấp. Một số nhà phân tích cho rằng đây có thể là vũ khí đối trọng với tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M của Nga. PRSM có khả năng mang theo đầu đạn đơn nặng 227 kg hoặc đầu đạn chùm tùy theo nhiệm vụ chiến đấu. Danh sách những vũ khí tương lai của Hoa Kỳ vẫn còn nhiều, nhưng chỉ với những thứ mà chúng ta vừa liệt kê cũng đủ đảm bảo sự vượt trội của quân đội Mỹ so với bất kể đội quân nào trên thế giới. Quý vị nghĩ như thế nào về những vũ khí đáng sợ này? Hãy chia sẻ quan điểm của mình ở phần bình luận để góp ý cùng chúng tôi. Nước Mỹ từ lâu đã được mệnh danh là cường quốc bất khả xâm phạm, không chỉ vì trời phú cho Hoa Kỳ một vị trí địa lý quá biệt lập, được bao bọc bởi hai đại dương như những rào chắn không thể vượt qua. Không chỉ vì người dân Mỹ có tinh thần khai phá, tự chủ và quật cường mạnh mẽ, mà còn bởi xứ sở cờ hoa có một đội quân vô cùng thiện chiến, chinh Nam chiến Bắc nhiều phen hầu như đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều kẻ thù. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lý do vì sao không quốc gia nào dám động binh tiến đánh Hoa Kỳ. Hành trình sẽ bắt đầu ngay sau đây. Với khả năng gián đoạn tấn công phủ đầu gần như ngay lập tức bất cứ vùng lãnh thổ nào trên thế giới, xuyên qua mọi tuyến phòng thủ, không quân luôn là lực lượng đáng gờm của Hoa Kỳ trong mọi cuộc chiến.
là lực lượng mà bất kỳ cường quốc nào cũng phải e ngại. Đây là lý do đầu tiên không quốc gia nào dám tấn công Mỹ. Không phải là quốc gia đầu tiên xuất hiện lực lượng không quân, nhưng kể từ sau Thế chiến thứ nhất, chứng kiến sức mạnh hủy diệt và mức độ hiệu quả của các loại máy bay chiến đấu, người Mỹ không ngừng phát triển không quân đến mức trở thành lực lượng ưu việt nhất thế giới, không chỉ về sức mạnh hủy diệt mà còn cả về đường không, vũ trụ, cả không gian mạng. Lực lượng không quân Hoa Kỳ hiện có trong biên chế tới 406 tên lửa đạn đạo liên lục địa, 170 vệ tinh quân sự. Nhưng cũng như các lực lượng không quân khác, các loại máy bay chiến đấu từ máy bay ném bom, tiêm kích, cường kích, trinh sát vẫn là xương sống trong lực lượng không quân Hoa Kỳ. Với hơn 5.217 máy bay quân sự trong tổng số 13.247 máy bay được sử dụng trong toàn quân đội, không quân Hoa Kỳ hiện là lực lượng không quân có quy mô lớn nhất thế giới, không chỉ có số lượng áp đảo. Theo báo cáo các lực lượng không quân thế giới 2021 của Fly Global, những loại phi cơ có trong biên chế quân đội Mỹ hầu hết đều là những máy bay quân sự hiện đại nhất thế giới. Chỉ riêng lực lượng máy bay ném bom chiến lược đã có thể coi là một trong những công cụ răn đe hiệu quả nhất của người Mỹ. Ngoài những chiếc B-52 đã quá nổi tiếng trên chiến trường Việt Nam, không quân Mỹ còn sở hữu 62 chiếc máy bay ném bom chiến lược B-1 Lancer. Với khả năng đánh bom xâm nhập thấp chớp nhoáng và đáng chú ý nhất là 21 chiếc B-2 Spirit với tầm hoạt động lên tới 11.000 km. B-21 Raider chuẩn bị biên chế trong những năm tới cũng xứng mặt anh tài khi sở hữu năng lực xuyên phá mọi hệ thống phòng không, đến và đi chỉ như một chớp mắt. Ngoài ra, người Mỹ cũng có trong biên chế gần 400 chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 hiện đại thuộc hai dòng F-22 Raptor và F-35. Không quân Mỹ hiện vẫn còn trong biên chế tới 790 tiêm kích thế hệ thứ 4, F-16 và 490 tiêm kích F-15, đều trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Để so sánh, lực lượng không quân Nga hiện chỉ sở hữu 3.829 máy bay quân sự, thậm chí ngay cả tính thêm 310 máy bay của hải quân, nước này cũng chỉ đạt tới 4.139 máy bay quân sự. Còn đối với Trung Quốc, không quân nước này hiện chỉ sở hữu 2.084 máy bay đang trong trạng thái sẵn sàng hoạt động. Trong số đó có cả những loại máy bay đã tương đối lạc hậu như C-7, bản sao của MiG-21 và C-8, bản sao của chiếc Su-15. Đến cả Chenzhou C-20, loại máy bay thế hệ thứ 5 hiện đại nhất của Trung Quốc cũng được cho là chưa thể đưa vào thực chiến do một số vấn đề động cơ. Với trang bị như vậy, sẽ còn một quãng đường rất xa để người Trung Quốc có thể bắt kịp Mỹ về sức mạnh không quân. Thế nhưng, trên chiến trường thực tế, sức mạnh răn đe của không quân Mỹ luôn tỏ ra kém hiệu quả trước các đối thủ ngoan cường khi họ không có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hải quân. Với hỏa lực dồn dập, khả năng cơ động cao hiện diện tại các căn cứ trên toàn thế giới, chỉ riêng sự hiện diện của hải quân Mỹ cũng là quá đủ khiến mọi đối thủ dè chừng trước khi có ý định gây chiến, và đây chính là lý do thứ hai. Trong một báo cáo về quân đội Trung Quốc vào năm 2020, Lầu Năm Góc cho biết tiềm lực quân sự của Bắc Kinh đã gia tăng đáng kể trong 20 năm nhờ vào chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang đầy tham vọng của nước này. Với tham vọng kiểm soát đường chính, đoạn phi pháp trên Biển Đông, quần đảo Senkaku trên biển Hoa Đông, đồng thời vươn mình trở thành một lực lượng hải quân nước xanh có khả năng hoạt động, tác chiến ở bất kỳ vùng biển nào trên thế giới, cho dù đó có là các khu vực cách xa nước nhà hàng ngàn km. Hải quân Trung Quốc đã phát triển đến quy mô đứng hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, ít nhất trong thời điểm hiện tại, các công dân Hoa Kỳ cũng chưa cần quá lo lắng về một viễn cảnh khi hải quân Trung Quốc có thể tiến sát bờ biển, bởi về tổng thể, khả năng răn đe chiến lược của lực lượng hải quân Hoa Kỳ vẫn ở một khoảng cách tương đối xa với phần còn lại của thế giới về khả năng tấn công và phòng thủ. Mỹ hiện là quốc gia sở hữu số lượng hàng không bộ hàm lớn nhất thế giới, bao gồm 10 hàng không bộ hàm hạt nhân lớp Nimitz và 1 hàng không bộ hàm lớp Ford, kèm 9 tàu tấn công đổ bộ, 22 tuần dương hạm, 72 khu trục hạm, 8 tàu web mình và nhiều loại tàu chiến. Hải quân Mỹ hoàn toàn đủ sức tấn công cơ động, răn đe hoặc tấn công phủ đầu bất kỳ đối thủ nào ngay khi chiến sự nổ ra, kể cả trong trường hợp phải đối mặt với tên lửa siêu thanh Kiso mới nhất của Nga hay loại tên lửa đạn đạo chống hạm tối tân có tốc độ tối đa Mach 10 kèm khả năng tấn công ở phạm vi lên tới 4.000 km mà Trung Quốc đang phát triển. Các máy bay FA-18 F-35C trên hàng không mẫu hạm Mỹ có thể nhanh chóng xuất kích đánh chặn đồng thời phản công vào các hạm đội của đối phương. Nhưng những chiếc hàng không mẫu hạm của người Mỹ không phải là bất khả xâm phạm. Chúng vẫn có thể bị đánh chiếm nếu đối phương bất ngờ tấn công đồng loạt với số lượng lớn tên lửa siêu thanh. Tuy nhiên,
ngay cả khi trường hợp tồi tệ đó xảy ra. Ngay lập tức đối phương sẽ phải hứng chịu các đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo xuất phát từ 14 tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio của Hải quân Mỹ. Bên cạnh đó, lực lượng tàu đổ bộ lên tới 11 chiếc thuộc hai lớp Harper Ferry và Whidbey Island, cũng đủ khả năng cơ động nhanh chóng đưa những chiến binh tinh nhuệ nhất của nước Mỹ đổ bộ đánh chiếm các căn cứ quân sự ven biển của đối phương. Cho dù việc chủ động tấn công và gây thiệt hại lớn cho Hải quân Mỹ không phải là một nhiệm vụ bất khả thi đối với các cường quốc như Trung Quốc, Nga, thế nhưng việc tiêu diệt toàn bộ lực lượng khổng lồ này là gần như không thể. Và khi họ phản công, hậu quả sẽ xảy đến ngay sau đó sẽ là quá thảm khốc, đủ để khiến bất kỳ quốc gia nào cũng có thể nhận ra rằng sẽ là tuyệt vời nếu ngay từ đầu họ không gây chiến với quân đội Mỹ. Dù có đông đảo và hùng hậu, nhưng chỉ riêng không quân và hải quân truyền thống là chưa đủ để bảo vệ người Mỹ an toàn trước các nguy cơ bị tấn công hủy diệt ngay trên chính lãnh thổ của mình, nếu họ không sở hữu một kho vũ khí hạt nhân đồ sộ. Lý do thứ ba này có thể coi là quan trọng nhất khiến các cường quốc khác không muốn trực tiếp gây hấn với Mỹ. Với vị thế là lực lượng đầu tiên đưa vũ khí hạt nhân vào sử dụng trên chiến trường, có trong tay 5.000 đầu đạn hạt nhân các loại với số đầu đạn hạt nhân đang hoạt động là 2.150, bao gồm 1.950 đầu đạn chiến lược triển khai trên 798 thiết bị phóng và 200 đầu đạn hạt nhân chiến thuật hiện đang được triển khai trên toàn châu Âu. Quân đội Mỹ hiện vẫn xứng đáng là một trong những lực lượng hạt nhân hiện đại có khả năng răn đe chiến lược hiệu quả nhất thế giới. Cũng như Nga, Trung Quốc, các tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM đóng vai trò đặc biệt quan trọng làm trung tâm các chiến lược răn đe hạt nhân. Tức là nếu xảy ra một cuộc chiến tổng lực giữa Hoa Kỳ và một cường quốc hạt nhân khác, các tên lửa này sẽ được quân đội Mỹ phóng đi, mang theo các đầu đạn hạt nhân hướng thẳng vào các thành phố quan trọng của kẻ thù. Mặc dù được cho là sẽ chỉ giữ lại khoảng 400-420 trong tổng số 500 tên lửa ICBM bố trí trên mặt đất và những tên lửa trang bị các đầu đạn đa mục tiêu sẽ được chuyển đổi để chỉ mang một đầu đạn. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, người Mỹ sẽ không dễ dàng thực sự bỏ đi khả năng mang các đầu đạn đa mục tiêu của lực lượng ICBM. Theo đó, khả năng này vẫn sẽ được giữ lại để có thể sử dụng hàng trăm đầu đạn đang được dự trữ trong trường hợp một cuộc chiến tổng lực có thể xảy ra giữa Mỹ và các cường quốc khác. Lực lượng ICBM của Mỹ hiện đang biên chế trong 3 không đoàn. Không đoàn tên lửa số 90 tại căn cứ không quân F.E. Warren, Wyoming, không đoàn tên lửa 91 tại căn cứ không quân Minot và không đoàn 341 tại căn cứ không quân Marmstrong, Montana. Mỗi không đoàn có 150 tên lửa được chia thành 3 phi đội. Mỗi phi đội được biên chế 50 tên lửa và được kiểm soát bởi 5 trung tâm kiểm soát phóng. Các tên lửa đạn đạo liên lục địa của Mỹ thường được trang bị các loại đầu đạn W-78 và W-87, với sức công phá lên tới 300 kiloton. Trong khi đó, quả bom nguyên tử Little Boy được ném xuống Hiroshima tạo nên một trung tâm vụ nổ có nhiệt độ 7.000 độ C, thiêu rụi mọi sinh vật trong bán kính 1,5 km, 40% cư dân chết ngay lập tức, 56,5% chết trong vòng 4 tháng sau đó. Không chỉ có dạng tên lửa đạn đạo không thể ngăn chặn, mà khả năng răn đe hạt nhân chiến lược của quân đội Hoa Kỳ còn nằm ở các loại máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang bom hạt nhân như B-52, B-2 Spirit. Tại 3 căn cứ của phi đội ném bom số 20 và 96 thuộc không đoàn số 2 ở căn cứ không quân Bastille, phi đội số 23 và 69 thuộc không đoàn số 5 ở căn cứ không quân Minot, phi đội số 13 và 393 thuộc không đoàn số 509 ở căn cứ không quân Squireman, Mỹ đã chuẩn bị tới 300 đầu đạn hạt nhân gồm các loại bom trọng lực B-61-7, B-61-11 dành cho máy bay B-2 và B-83-1. Riêng đầu đạn hạt nhân W-81 được trang bị trên các tên lửa hành trình phóng từ máy bay ALCM dành cho máy bay B-52H. Ngoài ra, người Mỹ cũng sở hữu kho vũ khí hạt nhân phi chiến lược đô sộ phòng ngừa cho chiến dịch quy mô nhỏ hơn. Dù không có sức mạnh hủy diệt kinh hoàng như vũ khí hạt nhân chiến lược, nhưng sức công phá của loại vũ khí hạt nhân phi chiến lược cũng là quá đủ để gây tổn hại lớn đến các căn cứ quân sự lớn, thành phố, tổ hợp công nghiệp và các mục tiêu kiên cố khác. Được biết, Mỹ hiện đang duy trì khoảng 200 đơn vị vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Trong đó, 150-200 quả bom B-61-34 được triển khai tại 6 căn cứ không quân thuộc 5 nước thành viên NATO tại châu Âu, Mỹ, Đức, Italia, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Với các máy bay F-16 Italia và Đức, với các máy bay BA-200 Tornado được giao nhiệm vụ tấn công hạt nhân sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ. Ngoài ra, Mỹ cũng có khoảng 500 đầu đạn hạt nhân phi chiến lược đang lưu trữ ở các kho trong nước và trang bị trên các tên lửa Tomahawk. Tuy nhiên,
có thể khẳng định rằng viễn cảnh xảy ra một cuộc chiến tổng lực khiến cả hai cùng bị tiêu diệt giữa Mỹ và bất kỳ cường quốc nào khác sẽ là điều rất khó xảy ra. Các loại bom, đạn dẫn đường dù mới được phát triển trong thời gian gần đây, nhưng với khả năng tấn công thần tốc với độ chính xác cao đã được khẳng định trên các chiến trường khốc liệt nhất của thế kỷ 21. Bom đạn thông minh xứng đáng là một trong những lý do khiến không một thế lực nào nên gây chiến với quân đội Hoa Kỳ. Thực tế, chiến trường tại khu vực Trung Đông, Châu Phi đã cho thấy việc sử dụng bom, đạn thông minh đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong các nhiệm vụ tiêu diệt trung tâm chỉ huy, phương tiện cơ giới, gây hư hại cơ sở hạ tầng đối phương. Theo nhiều chuyên gia quân sự, các loại vũ khí chính xác cao như bom, đạn thông minh cũng đã làm giảm đáng kể thời gian, nhân lực và chi phí liên quan đến các hoạt động quân sự. Trong chiến tranh vùng vịnh năm 1991, tỷ lệ vũ khí chính xác cao không vượt quá 3-5%. Do vậy, giai đoạn chuẩn bị chiến dịch kéo dài hơn 5 tháng, hơn 300.000 quân lính, 2 triệu tấn vũ khí trang bị và 500.000 tấn hàng các loại phải vận chuyển bằng đường biển và đường không đến khu vực vùng vịnh. Thậm chí, trong cuộc chiến Iraq năm 2003, số bom đạn thông minh được sử dụng lên đến 70%. Trong cuộc chiến chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, các vũ khí chính xác cao đã không khiến những người bỏ tiền ra mua chúng thất vọng, khi đóng vai trò hết sức to lớn trong việc tiêu diệt không chỉ các căn cứ, phương tiện chiến tranh, mà là cả các thủ lĩnh cấp cao của các tổ chức khủng bố này. Chính nhờ vào khả năng tấn công nhanh, gọn, nhẹ, hiệu quả mà loại vũ khí này rất được quân đội Mỹ tin dùng. Bất chấp giá cả ngày càng đắt đỏ của chúng, thậm chí nhiều chuyên gia còn tin rằng thời đại của đạn pháo thông thường trong quân đội Mỹ sẽ kết thúc, nhường chỗ cho các loại tên lửa, bom đạn thông minh với độ chính xác gần như tuyệt đối. Cuối cùng, trong những vũ khí làm nên vị thế của một siêu cường toàn cầu, sẽ thật là thiếu sót nếu chúng ta không đề cập đến lực lượng máy bay không người lái UAV, nhỏ bé nhưng hùng hậu mà quân đội nước này sở hữu. Kể từ khi xuất hiện, những chiếc UAV nhỏ bé từ lâu đã trở thành ác mộng của các lực lượng quân sự tương đối đầu với quân đội Hoa Kỳ. Với hàng loạt ưu điểm bao gồm trọng lượng nhẹ, tín hiệu sóng radar rất thấp, bán kính hoạt động chiến đấu lớn, khả năng cơ động cao, tốc độ bay cận âm, cấu trúc mô-đun, dễ dàng trong cải tiến và hiện đại hóa, máy bay không người lái được quân đội Mỹ kỳ vọng sẽ làm thay đổi sâu sắc các chiến thuật chiến tranh trên bộ như súng máy đã từng làm. Nhờ nền tảng khoa học công nghệ tiên tiến, người Mỹ đã cho ra đời và đưa vào sử dụng hơn 1.000 máy bay không người lái các loại. Các máy bay không người lái của Mỹ hầu hết đều là những thiết bị rất hiện đại so với phần còn lại của thế giới. Chúng có thể thực hiện các nhiệm vụ tình báo, trinh sát, giám sát mục tiêu, tác chiến điện tử và oanh kích chính xác mục tiêu với chi phí thấp, đồng thời có thể hoạt động độc lập hoặc nằm trong phi đội bay chiến đấu dưới sự chỉ huy, điều hành của một máy bay chiến đấu có người lái. Thực tế đã cho thấy, khả năng chiến đấu đáng sợ của các UAV mà quân đội Mỹ đang sở hữu không hề được phóng đại. Vào năm 2020, cả thế giới đã được một phen rung động khi một máy bay không người lái của Mỹ đã dễ dàng ám sát thành công tướng Iran Qasem Soleimani trước sự bất lực của quân đội và người dân Iran. Với các UAV như vậy, người Mỹ đã cho thấy họ hoàn toàn có đủ khả năng để tiêu diệt bất kỳ cá nhân nào mà họ cho là có ý định đe dọa đến an ninh quốc gia. Bây giờ thì quý vị đã biết vì sao Mỹ luôn là trùm quân sự không e sợ bất kỳ một quốc gia nào tấn công rồi. Dù vậy, năng lực quân sự của các đối thủ vẫn luôn tiềm tàng rủi ro cho nước Mỹ, đặc biệt là Iran hay Triều Tiên, Trung Quốc, những nước đang ráo riết phát triển năng lực hạt nhân, với mục tiêu chính là nhắm vào nước Mỹ. Liệu trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, nước Mỹ có bị tiêu diệt hay không? Và đối thủ của họ sẽ ra sao khi chủ động tấn công nước Mỹ? Nước Mỹ lại một lần nữa khiến các đối thủ của mình phải sững sờ khi công bố kế hoạch nâng cấp tham vọng nhất đối với dòng chiến đấu cơ F-35 Lightning II của Lockheed Martin. Bản nâng cấp tuyệt mật có thể định vị lại khả năng của F-35, khiến loại máy bay vốn đã có khả năng chiến đấu vào hàng cao nhất thế giới này càng trở nên nguy hiểm hơn. Những cải thiện mới lần này liên quan đến radar, tác chiến điện tử, cho đến các hệ thống động lực được nâng cấp hoàn toàn, v.v. Trong chương trình hôm nay, hãy cùng Thế giới Tiêu điểm khám phá khả năng của F-35 với bản cập nhật mới nhất của mình. Suốt thời gian phục vụ, chiến đấu cơ F-35 đã bị chỉ trích, phần nhiều là đến từ các chính trị gia, vì những thất bại kỹ thuật và vấn đề ngân sách. Điều đó đã làm lu mờ hệ thống năng lực xuất sắc của chính nó. Trên thực tế, nó đã được giới quân sự ca ngợi là một cuộc cách mạng về lực lượng không quân chiến thuật. Thuận theo một loạt các cải biến mới được đưa vào sử dụng, khả năng chiến đấu trên không gây chấn động thế giới của chiến đấu cơ F-35 sẽ dập tắt mọi lời tranh cãi. Không còn nghi ngờ gì nữa, về mặt khách quan, chiến đấu cơ tấn công đa nhiệm John Street Fighter
là máy bay tiên tiến nhất và có năng lực nhất trên thế giới. Nó có khả năng đồng thời đảm đương nhiều vai trò khác nhau của máy bay quân sự, từ tình báo, giám sát và trinh sát đến tác chiến điện tử, cho đến quản lý không gian chiến trường. Thậm chí nó có thể được sử dụng như một nút điều khiển và chỉ huy cấp cao với khả năng sống sót đáng kinh ngạc. Mặc dù chiến đấu cơ F-35 ngày nay đã có những hệ thống năng lực mạnh nhất trên thế giới, nhưng sự phát triển công nghệ đã phá vỡ cấu trúc hệ thống hiện có của nó, buộc nó phải theo kịp những thách thức có thể xuất hiện trong 20 năm tới. Sắp tới, văn phòng chương trình F-35 đã lo trước tính sau, đưa ra kế hoạch nâng cấp làm mới công nghệ 3, TR-3 và bản nâng cấp Block 4. Việc nâng cấp Block 4 dự kiến sẽ mất từ 6 đến 10 năm, tiêu tốn khoảng 15 tỷ đô la Mỹ, bao gồm các danh sách dài các cải tiến bí mật và thậm chí là tuyệt mật. Một số trong đó, người ngoài có thể sẽ không bao giờ được phép biết đến. Làm mới công nghệ 3, TR-3 là đặt nền tảng cho việc nâng cấp quy mô lớn ở mức độ nào đó, trong đó bao gồm tìm cách hiện đại hóa bộ xử lý cốt lõi, bộ nhớ, hệ thống hiển thị toàn cảnh buồng lái và hệ thống điện tử hàng không liên quan tới F-35. TR-3 đang được mô tả là xương sống máy tính mới của F-35, vì nó dự kiến sẽ cung cấp sức mạnh tính toán gấp 20 lần so với hệ thống máy tính TR-2 hiện có của chiến đấu cơ F-35. Theo nhà thầu quốc phòng Hoa Kỳ là công ty L3 Harris, cuối cùng khi F-35 được kết hợp với các bản nâng cấp tiếp theo, khả năng tính toán sẽ tăng lên gấp 37 lần. Việc nâng cấp bộ xử lý này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các hệ thống trên máy bay, bao gồm xử lý radar, hệ thống khẩu độ phân tán điện quang, bộ tác chiến điện tử, thông tin liên lạc, hướng dẫn và các hệ thống khác. Để hỗ trợ tất cả các khả năng mới này, dung lượng lưu trữ dữ liệu cũng đã tăng lên gấp 20 lần. Bắt đầu với lô chiến đấu cơ F-35 thứ 16 được sản xuất vào năm tới, nó sẽ được trang bị bộ xử lý tác chiến điện tử cải tiến với sức mạnh gấp 3 lần hệ thống hiện có. Lô chiến đấu cơ F-35 thứ 17 sẽ được sản xuất từ năm 2025 và sẽ được trang bị không dưới 20 máy thu tác chiến điện tử, có thể phát hiện và định vị radar của kẻ thù và các đường truyền tín hiệu khác. So với F-35 hiện tại chỉ mang 5 máy thu tương tự, thì số lượng máy thu tác chiến điện tử của lô chiến đấu cơ F-35 thứ 17 sẽ tăng gấp 3 lần. Dù rất ấn tượng, song tất cả những cập nhật này chỉ là nền tảng cho những nâng cấp cao cấp hơn. Bản cập nhật công nghệ 3 cũng đã được những người trong ngành mô tả rộng rãi là xương sống của bản nâng cấp F-35 Block 4, bao gồm khoảng 75 hạng mục chủ yếu. Tất cả 3 biến thể A, B, C của dòng chiến đấu cơ F-35 sẽ được nâng cấp. Nhưng những cải tiến hệ thống và nâng cấp khả năng là rất lớn đến nỗi có thể cần phải đổi tên những chiến đấu cơ tiên tiến mới này để phân biệt chúng với những thế hệ trước có năng lực yếu kém hơn. Hiện tại, phần lớn nội dung của Block 4 vẫn còn là bí ẩn. Các nhà thầu tham gia vào dự án sẽ không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào. Cho tới 75 dự án nâng cấp sẽ được đưa ra trong các loạt phiên bản 4.1, 4.2 và 4.3 của Block 4. Nhiều dự án trong số đó dựa trên sự phát triển phần mềm để khai thác và cải thiện khả năng tích hợp của năng lực phần cứng hiện có. Văn phòng chương trình chung đã mô tả Block 4 là kế hoạch nâng cấp đầy tham vọng nhất kể từ khi chiến đấu cơ F-35 ra đời. Nó có thể được nhìn thấy từ phần giới thiệu sau đây. Một phần quan trọng của việc nâng cấp Block 4 là việc tích hợp các loại vũ khí mới. Các vũ khí này bao gồm tên lửa tấn công liên hợp, tên lửa chống radar tiên tiến ACM-88G, tầm bắn mở rộng AARCM-ER để săn lùng hệ thống phòng không của đối phương ở khoảng cách xa, và tên lửa không đối không Meteor sao băng của châu Âu. Ngoài vũ khí đồng học truyền thống, bản nâng cấp Block 4 bao gồm một số khả năng tác chiến điện tử mới chưa được tiết lộ. Có lẽ điểm quan trọng nhất trong số những nâng cấp này là việc mở rộng các hệ thống vũ khí trên chiến đấu cơ F-35. Hiện tại, để không làm mất đi khả năng tàng hình của mình, chiến đấu cơ F-35 hiện chỉ có thể mang tối đa 4 loại đạn bên trong khoang bom. Lượng đạn bên trong ít ỏi luôn là điểm khó khăn lớn nhất của F-35. Block 4 tăng khả năng chứa 6 loại đạn của khoang bên trong, giúp chiến đấu cơ F-35 có khả năng tấn công cao hơn khi đưa vào chiến đấu. Chiến đấu cơ F-35 hiện tại sử dụng radar mảnh pha quét điện tử chủ động AN/ABC-81 của Northrop Grumman. Nó mạnh đến mức không chỉ có thể được sử dụng để xác định và theo dõi các mục tiêu trên mặt đất và trên không, nó thậm chí còn có thể gây nhiễu điện tử cho các radar của kẻ thù. Ngay cả một hệ thống có khả năng như vậy cũng sẽ được thay thế bằng AN/ABC-85 mạnh mẽ hơn. Hệ thống radar tối tân này sẽ đảm bảo ưu thế trên không. Đã có suy đoán rằng radar mới sẽ có mô đun truyền nhận TRM dựa trên gallium nitride,
Những mô đun mới này có hiệu suất nhiệt vượt trội, giúp cải thiện đáng kể việc cung cấp năng lượng và độ rõ nét. Những công nghệ này cung cấp thêm năng lượng cho các nhiệm vụ thu thập mục tiêu và tác chiến điện tử. Kết quả của nó là tăng gấp đôi phạm vi phát hiện mục tiêu của chiến đấu cơ F-35 với cùng công suất đầu ra và kích thước mảng, giúp F-35 có lợi thế không thể vượt qua khi so với các chiến đấu cơ khác trong các cuộc giao chiến ngoài tầm nhìn. Để cung cấp đủ động lực cho tất cả các hệ thống mới này, F-35 cần lắp đặt động lực lớn mạnh hơn. Mặc dù động cơ F-135 mà nó đang trang bị đã là động cơ dành cho chiến đấu cơ 1, động cơ mạnh nhất thế giới. Mới đây, Lầu Năm Góc đã hoàn tất thỏa thuận với công ty Pratt & Whitney để tiếp tục lắp đặt động cơ cho chiến đấu cơ F-35 tận cho đến lô 17. Điều này khiến động cơ của công ty Pratt & Whitney mở rộng nâng cấp tận cho đến lốc 4. Công ty Pratt & Whitney đã đưa ra đề xuất rẻ hơn nhiều với cải tiến khiêm tốn hơn cho chiến đấu cơ F-35. Mặt khác, General Electric đang chào mời một động cơ chu kỳ thích ứng được thiết kế cho thế hệ chiến đấu cơ tiên tiến tiếp theo, có thể mang lại những bước nhảy vọt về công nghệ đối với lộ trình, lực đẩy v.v. Nhưng giá thành cũng cao hơn. Nâng cấp cốt lõi động cơ tiến hóa SCU của công ty Pratt & Whitney sẽ tăng lực đẩy của động cơ F-135 hiện tại lên 10%, đồng thời cải thiện hiệu suất nhiên liệu thêm 5%, giúp lộ trình tăng thêm 7%. Động cơ chu kỳ tự động XR-100 của công ty General Electric hiệu suất nhiên liệu tăng 25%, lực đẩy tăng 20%, quản lý nhiệt được cải thiện 2 lần, lộ trình tăng 35%. Mặc dù động cơ tuần hoàn tự động của công ty General Electric có thể mang lại những cải tiến hiệu suất thú vị hơn F-35, nhưng đề xuất của công ty General Electric có thể tiềm ẩn rủi ro về chu kỳ và tài chính so với các công nghệ trưởng thành. Điều này đủ làm lung lay niềm tin của những người ủng hộ kế hoạch của công ty General Electric để nghiêng về một cải tiến khiêm tốn và thân thiện hơn đến từ công ty Pratt & Whitney. Tướng Marcy Cayley, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Tác chiến Không quân Hoa Kỳ ACC, giải thích về kế hoạch nâng cấp lớn cho lốc 4 của chiến đấu cơ F-35, rằng mục tiêu đầu tiên là có được khả năng tác chiến điện tử mới. Sự tồn tại của các chiến đấu cơ tàng hình trong các cuộc xung đột cấp cao trong tương lai có thể được quyết định bởi điều này. Việc nó có thể chiếm vị trí thống trị trong các tác chiến điện từ trường hay không sẽ trở thành một yếu tố tuyệt đối quyết định kết quả thắng bại trên chiến trường. Trong quá khứ, các phi công chiến đấu thế hệ thứ tư tập trung vào 4 thứ là đội hình, radar, năng lượng và thông tin liên lạc, FREC. Đó là tín hiệu cảm biến, độ cao, tốc độ và lực đẩy của máy bay mà phi công nhìn thấy. Tuy nhiên, triết lý này đã trở nên ít quan trọng hơn đối với chiếc F-35. Ông Kelly cho biết đội hình chiến đấu cơ F-35 được dàn trải để tối đa hóa khả năng cảm biến. Radar có thể hoạt động độc lập, năng lượng có thể được kiểm soát bằng bộ điều khiển tự động và thông tin liên lạc là truyền dữ liệu nhiều hơn là đàm thoại. Vì vậy, những thứ mà các phi công thế hệ thứ 5 cần tập trung vào đã rất khác. Họ cần quản lý dữ liệu và các mốc thời gian. Có nghĩa là, dưới sự quản lý kỹ thuật số của hệ thống tình báo, bạn chỉ cần đáp ứng bay đúng giờ là được. Tóm lại, mục tiêu cuối cùng của Lốc 4 là trang bị cho chiến đấu cơ F-35 và các phi công của nó có các tài nguyên và công cụ mà họ cần để chiến đấu và sinh tồn trong phổ điện tử. Khả năng tác chiến điện tử mạnh mẽ và vững chắc sẽ là chìa khóa để thực hiện hóa tham vọng này. Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ Ren Kendall vẫn luôn lo ngại về tiến bộ của Trung Quốc trong phương diện chiến tranh điện tử. Ông nói rằng Trung Quốc đang tập trung vào việc tăng cường độ phức tạp của vũ khí cũng như kho dự trữ, đồng thời hỗ trợ hiện đại hóa các hệ thống dự phòng, dây chuyền, tiêu diệt vũ khí của họ. Tướng Kelly cũng có cách nhìn tương tự. Trong Thế chiến thứ hai, thống chế Anh Quốc Penelope Montgomery từng nói rằng nếu bạn thất bại trong cuộc chiến trên không, bạn sẽ thua cả cuộc chiến, hơn nữa sẽ thua rất mau lẹ. Tướng Kelly cho biết, sau nhiều năm, tình huống của hôm nay chính là nếu chúng ta thua trong chiến tranh điện tử, chúng ta sẽ thua cả cuộc chiến và thua một cách nhanh chóng. Các lực lượng đằng sau E-7 Whitehall, SC-37 Compacto, Eagle Passivating Warning Survivability System, EBAWSS và F-35 Block 4 là những chiến đấu cơ mà Không quân Hoa Kỳ cần phải hướng tới. Tướng Kelly đã đề cập đến máy bay mất thần Boeing 737, AEW và C, cùng được gọi là E-7 và chiến đấu cơ điện tử SC-37. Máy bay E-7 là máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm nhất có thể cung cấp phạm vi bao phủ 360 độ đối với các mối đe dọa nhiều lĩnh vực. Nhiệm vụ của chiếc EC-37 chủ yếu là cung cấp các chức năng hỗ trợ tác chiến điện tử dự phòng và thu thập thông tin tình báo.
hệ thống sống sót cảnh báo thụ động Eagle của chiến đấu cơ F-15 là một bộ tác chiến điện tử mạnh mẽ. Nâng cấp khả năng tự bảo vệ, nhận thức tình huống nâng cao và khả năng nhân đôi lực lượng bổ sung cho chiếc F-15E Cheat Eagle đại bàng tấn công. Lockheed Martin muốn tất cả các chiến đấu cơ F-35 từ lô thứ 5 đến lô thứ 14 đều nhận được bản cập nhật công nghệ 3. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, thì lốc 4 sẽ bắt đầu với chiến đấu cơ F-35 lô thứ 17. Công việc nâng cấp đầy đủ dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2029. Tướng Kelly tin rằng chu kỳ phát triển của bản nâng cấp lốc 4 đủ nhanh so với tầm quan trọng của các hệ thống này. Như vậy là chúng ta vừa lướt qua một cách rất cơ bản những nâng cấp cực kỳ hứa hẹn của dòng chiến đấu cơ F-35. Khi những cập nhật này được đưa vào thực chiến, quả thật những đối thủ của quân đội Mỹ sẽ phải run rẩy. Quý vị nghĩ thế nào về sức mạnh của F-35? Hãy để lại bình luận bên dưới để thể hiện quan điểm của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.